Rồi con về con bôi thuốc rồi bữa sau lên ha. Da con nó bị nặng rồi, trước mẹ gửi cho cô là chưa đến nỗi vậy, giờ hư hết trơn. Về nhớ uống nước nhiều vô nha. Uống nước, ăn rau rồi vô. Ăn rau xanh trái cây. Hạn chế ăn đồ chiên xào. Ăn đồ nóng ha. Không ăn mắm nha. Ăn mắm hả? Ừ, không được ăn mắm. Mắm nó độc. Nó làm độc. Dạ con đang bị viêm nặng mà. Mắm, các loại mắm như mắm tôm nè, mắm nêm rồi đó. Ăn cái nào nó lành tính một tí. Rồi nhiều đây cô đổi bên đây ha, không lấy chỗ đó nữa nha. Cái chỗ này nó cũng muốn viêm luôn của con rồi nè. Gắn lên, gắn lên, cố lên. Cố lên, cố lên.
Rồi 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 xong, ra được hai cục này. Một lượt hai cục này, con nhìn đi. Thấy không? Thấy nhân mụn không? Không lấy này mai mốt cái miệng con sưng dù dù lên luôn á. Thả lỏng được đó, có bậm môi cô lấy một phát một thôi. Đó, ra rồi thấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ nghiêng qua đây. Đỡ bên đây ha. Mấy cái cục này nó sưng lên hết rồi nè. Nó đang dấu hiệu rồi. Thôi đỡ ra ngoài này ha. Đỡ ra ngoài này ha. Rồi ghi vào đây. Không lấy chỗ đó nữa. Cô ghi vào đây. Cô ghi vào đây. Cô không lấy chỗ đó nữa. Cô đổi qua chỗ khác nha. Đến rồi.